Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái siêu phẩm vai ô nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây là cái mảng mà màn hình 12.5 inch mà nhìn nó gọn cực kỳ luôn, bởi vì cái viền nó nhỏ nè mọi người, đang full viền á, thành ra 12.5 inch nó nhẹ, mỏng, đẹp. Mọi người nhìn thấy cả phím thôi nó tràn ra ở ngoài cái phần vỏ nhôm nè, cái phần này mình không biết gọi là cái phần gì, tràn ra như thế này là nhìn rất là đẹp luôn á mọi người, nhìn sang lắm, viền full hết trơn, 12.5 inch nhẹ, chỉ có 9 lạng thôi, siêu nhẹ. Này mà ai mà sếp nào mà hay đi làm việc rồi vậy á, mà cần cái gọn nhẹ tiện mà nó lại đẹp nữa thì mình nghĩ con này là quá ok luôn. Vai ô ha, vai ô thì xưa giờ nó đẳng cấp rồi mọi người, thì sản xuất rất là chi tiết, màn hình thì đẹp, kiểu dáng xịn, chất lượng nữa. Ngõ sạc nè, ngõ mọi người thấy chi tiết ghê không, ngõ sạc rồi USB, ngõ tai nghe. Bên này thì có ngõ màn hình, có mạng LAN nữa nha mọi người, HDMI, có ngõ Type C, USB, không thiếu một cái ngõ nào hết, đầy đủ hết. Mà đây là cái dòng i5 Gen 8, cái phần mặt ở dưới này là nhôm hết trơn mọi người, nó đẹp quá trời luôn, nào bóng đẹp kinh khủng luôn. Nhỏ thôi 12.5 inch mà nó rất là nhỏ, nhẹ 9 lạng này, mình cân luôn cho mọi người xem này ha, có 9 lạng thôi. Máy cực kỳ chất lượng, cái vỏ ở ngoài nha, đây mọi người mê quá luôn, rất là xinh xắn đẹp ha, cái mẫu này rất là hiếm, đẹp cực kỳ. Nói chung là mình đang nói là đẹp cái model đó, chứ còn mà thực sự máy cũ thì đã qua sử dụng rồi, chứ mọi người hiểu lầm là đẹp cực kỳ thì cũng hơi khó, tại vì đây mình sẽ quay cho mọi người xem thử đẹp như thế nào, mọi người tự đánh giá. Cái màu này là cái màu bạc, nó sang lắm, nhìn nghiêng thì sẽ có vết hơi mòn mòn nhẹ, rất là nhẹ luôn, là máy cũ mà, thì lâu thì nó sẽ có bụi một hai vết. Nó không đáng kể gì khi nhìn nghiêng, chứ nhìn trực diện là mình thấy khá là đẹp, mỏng gọn sang, đúng là cái kiểu mà doanh nhân luôn, đi làm việc rồi vậy đó. Các ngõ kết nối là đầy đủ, mình đặt cho nó là mã S6 nha mọi người. Vô trong lại, mọi người thấy khi mà dựng lên á, lát phím rồi, khi mà dựng lên thì cái phần này nó giẫm xuống, nó chống lên nè, và phần này nó dốc xuống. Nhìn cái laptop của mọi người nó mỏng manh và nó sang lắm, sang, mình thích cái thiết kế kiểu như thế này, rất là đẹp. Màn hình thì cực kỳ đẹp nha, màn hình là đẹp không có lỗi làm gì hết nha mọi người. SSD là 256 GB, cấu hình nó là i5 nè, Gen 8 nè mọi người, RAM 8 GB, SSD 256 thì chứ chỉ vậy thôi mọi người. Dòng Vio thì thế hệ 8 thì quá ok rồi, đây 1920 x 1080 nha mọi người. Cái mẫu là chất lượng, sử dụng nhìn đẹp và đẳng cấp. Từ trước tới giờ thì mình chỉ còn là toàn là mẫu đen đen, còn mẫu mà full hết cả như thế này thì ít bao giờ gặp. Con này thì cũng là gặp cái con lần đầu tiên mua được cái mẫu mà kiểu đẹp như thế này. Máy cực kỳ ok, pin nó thì nó tầm hơn 2 giờ nha mọi người, tại vì máy nhỏ, thấy là pin nó tầm hơn 2 giờ, sử dụng hơn 2 giờ, hơn 2 giờ, có khả năng là 3 giờ, tại vì đó là mình nghĩ là máy nhỏ, nhưng mà vậy màn hình độ phân giải của nó full HD thôi mà nó sáng trưng à, nên tầm hơn 2 giờ báo vậy cho nó chuyện chính xác. Mình thì thường thường là mình báo sẽ cảm giác như ít hơn, như những cái mà hơn 3 giờ thì chắc chắn nó phải hơn 3 giờ, và hơn 2 giờ thì chắc chắn hơn 2 giờ, nên mọi người yên tâm. Các ngõ kết nối không thiếu ngõ nào, máy kèm sạc zin, và mình báo giá mọi người 5 triệu 2 cho cái con Vio này mọi người ha, 5 triệu 2 cho con i5 Gen 8, RAM 8 và SSD 256. Cái kiểu dáng cực kỳ đẹp, mã S6, ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cái mẫu máy vô cùng xinh đẹp mọi người ha. Cảm ơn mọi người nhiều.